Lê Dương Bảo Lâm lần đầu tiết lộ Quỳnh Quỳnh mâu thuẫn với mẹ chồng, nhóc tì không được gặp bà nội. Lê Dương Bảo Lâm cho biết có giai đoạn Quỳnh Quỳnh và ba mẹ chồng không có tiếng nói chung. Sau thành công trong các chương trình thực tế, cuộc sống của Lê Dương Bảo Lâm được nhiều người dành sự quan tâm. Đặc biệt, dù không hoạt động nghệ thuật, nhưng Quỳnh Quỳnh, bà xã nam diễn viên, được khen ngợi vì chịu thương chịu khó, siêng năng và lối sống vô cùng giản dị. Nam diễn viên tự hào vì có gia đình viên mãn, hạnh phúc sau gần một thập kỷ kết hôn. Tuy nhiên, sau khi xuất hiện trong nhật ký ban công của Minh Tú vừa phát sóng gần đây, Lê Dương Bảo Lâm lần đầu kể chuyện giữa vợ và gia đình anh từng phát sinh mâu thuẫn. Lê Dương Bảo Lâm tâm sự với Minh Tú: "Tôi mở quán sinh tố, thật sự thì thu nhập không có nhiều, nhưng điều tôi làm được và thấy hạnh phúc là hai gia đình bên vợ và ba mẹ ruột hòa thuận với nhau. Có một thời gian Quỳnh Quỳnh không về nhà, thì Quỳnh với mẹ và ba tôi có hiểu lầm về nhau. Họ không nói chuyện bình thường được, dù kế bên nhưng đến Tết thì Quỳnh mới về. Ông bà nội không gặp cháu được, tôi thì đi làm miết. Quỳnh khi nào có tôi thì mới chịu về, chứ không đi một mình. Là người đứng ở giữa, khổ khủng khiếp. Nhiều khi tôi muốn con cháu ẵm về bên ông bà, Bảo Nhi Bảo Ngọc nó quên ông nội, không biết ông nội bà nội luôn." Sau giai đoạn gia đình căng thẳng, Lê Dương Bảo Lâm quyết định mở một quán sinh tố vỉa hè để gia đình có thể phụ giúp nhau mỗi tối. Nam diễn viên chia sẻ về cột mốc gắn kết những người thân lại: "Tôi mở quán và kêu ba mẹ tôi và ba mẹ vợ cùng lên phụ. Lúc đó mẹ vợ tôi chưa bệnh. Khi bắt đầu ra, ông bà thấy con mình vất vả thì quên đi và bắt đầu thương nhau, hiểu ra vấn đề. Đó là điều hạnh phúc nhất mà tôi làm được đến bây giờ. Từ cưới đến giờ là 8-9 năm." Dù không tiết lộ cụ thể nguyên nhân Quỳnh Quỳnh và gia đình chồng gặp mâu thuẫn, nhưng Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ cả hai từng bất đồng. "Lúc còn trẻ, tôi nói Quỳnh Quỳnh không thương ba mẹ tôi. Em như vậy thì tôi đối xử với ba mẹ em y như vậy. Cái nết tôi là vậy, tôi cứ kiếm chuyện. Nhưng bây giờ đã suy nghĩ khác đi nhiều. Tôi trưởng thành hơn, làm gì cũng phải nghĩ đến con. Để sau này con nhìn lại hãnh diện về ba của nó. Tôi rất sợ hậu quả." Mẹ ruột Lê Dương Bảo Lâm thường được dàn sao gọi thân mật là mẹ Phượng. Có thời gian, bà là người đồng hành, chăm sóc con trai trong công việc, như vai trò một người trợ lý. Thế nhưng từ sau khi Quỳnh Quỳnh sinh nhóc tỷ thứ ba, mẹ Lê Dương Bảo Lâm đã ở nhà để chăm sóc cho bé thay con dâu. Trên trang cá nhân, nam diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hai gia đình tụ họp thân thiết bên nhau. Sau những câu chuyện trong quá khứ, có thể thấy Quỳnh Quỳnh giờ đây rất yêu thương và dành sự quan tâm đối với gia đình của Lê Dương Bảo Lâm.